Hiện nay đã có rất nhiều công cụ hỗ trợ việc giáo dục, đào tạo trực tuyến cho học sinh, sinh viên, góp phần xây dựng một xã hội học tập. Dịch vụ truyền hình Internet TVOD vừa được VNPT Technology chính thức đưa vào vận hành sáng nay là một trong những công cụ hữu ích như thế. Với dịch vụ truyền hình Internet TVOD, ở bất kỳ đâu, chỉ cần có Internet, người dùng có thể theo dõi hàng trăm kênh truyền hình, kênh phát thanh chất lượng cao và hàng loạt nội dung xem theo yêu cầu. Bên cạnh các chương trình truyền hình truyền thống, dịch vụ này còn tích hợp thêm nhiều nội dung giáo dục lý thú thông qua các trò chơi, chuyện kể. Hiện tại trên cái thiết bị này chúng tôi đã có hàng loạt các cái ứng dụng về giáo dục mà chúng do VNPT Technology nghiên cứu phát triển. Ví dụ như là bộ sách giáo khoa cấp 1, chúng tôi số hóa và hoạt hình hóa, và kèm theo đó là các cái trò chơi bổ trợ cho cái việc học toán hoặc tiếng Việt của các cháu thiếu nhi. Để sử dụng truyền hình Internet TVOD, người dùng có thể tải về trên kho ứng dụng Google Play hoặc được cài sẵn trên thiết bị Smartbox 2. Đây là thiết bị chuyển đổi, giúp biến TV thông thường thành TV thông minh, chạy trên nền hệ điều hành Android. Smartbox 2 cũng có thể hoạt động như một đầu HD player để xem phim, ảnh trên thiết bị ngoại vi cắm vào cổng USB hay thiết bị thu phát Wi-Fi. Giao diện người dùng chúng tôi được thiết kế trên cơ sở phân tích rất là kỹ cái thói quen hành vi sử dụng người Việt Nam. Ví dụ như là người Việt Nam quan tâm đến lịch âm, quan tâm đến thời tiết hàng ngày, thì hàng loạt các cái ứng dụng về giải trí cũng như là tiện ích văn phòng, rồi các ứng dụng mạng xã hội hoặc là ứng dụng về cho người già, cho phụ nữ. Smartbox 2 và truyền hình Internet TVOD là sản phẩm do chính các kỹ sư VNPT Technology nghiên cứu phát triển. Những sản phẩm mang hàm lượng chất xám cao như thế này góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 10 phút cập nhật ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.